Vâng, thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về thang máy. Thang máy đang trở nên ngày càng phổ biến hơn ở trong cuộc sống hiện đại. Và đi đến những trung tâm thương mại hay đến những chung cư cao tầng thì chúng ta không khó để bắt gặp cảnh tượng là những nhiều người chen lấn xô đẩy nhau khi đi vào thang máy. Rõ ràng thang máy là một biểu hiện của cuộc sống hiện đại, nhưng ý thức sử dụng nó thì không phải là đã đến được kịp với nhiều người. Và do đó sử dụng thang máy như thế nào cho đúng cách thì đã không chỉ dừng lại ở câu chuyện ý thức nữa, nó đã được đẩy lên là một câu chuyện về vấn đề văn hóa, sự ứng xử văn hóa sử dụng các thiết bị ở nơi công cộng và cần thay đổi thói quen và suy nghĩ như thế nào để thang máy thực sự trở thành một nét đẹp ở môi trường làm việc cũng như là ở nơi sinh hoạt. Đó cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn trao đổi trong chuyên mục Chuyện mỗi nhà ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là nhà báo Gia Hiền. Và trước khi đến với phần trao đổi cùng nhà báo Gia Hiền thì chúng ta sẽ cùng đến với một ghi nhanh của phóng viên chúng tôi để xem chúng ta đang sử dụng thang máy như thế nào. Tại các khu chung cư cao tầng, thang máy được xem là con đường giúp mọi người trở về căn hộ của mình. Tuy nhiên, bên cạnh chức năng vận chuyển, nhiều người còn coi thang máy là một thiết bị để vui chơi và dỗ dành con trẻ. Những hình ảnh này đã trở nên quá quen thuộc tại nhiều khu chung cư hiện nay. Có vẻ như di chuyển trong thang máy, bọn trẻ sẽ chịu khó ăn nhiều hơn. Vì là khu chung cư thì thường hay có trẻ con, thì thường trẻ con nhiều người cho vào đấy để nghịch. Ăn uống thì cũng kiểu ăn uống và cũng để ra đấy. Còn tại các tòa nhà văn phòng, vào những thời khắc cao điểm thì một không gian yên tĩnh trong thang máy có lẽ là điều khó có được. Đó thì là cái đương nhiên rồi anh, thì bởi vì kể cả bản thân mình cũng thế, thì lúc mình đi xuống đi cùng bạn bè các thứ ấy, thì đôi ba câu chuyện thì có lẽ là không tránh khỏi. Bên cạnh việc cười nói vui vẻ, nhiều người còn có những hành động hơi quá mức tự nhiên. Số lẩy ở những cái hôm mà như kiểu những cái giờ như kiểu ăn trưa xuống này, hoặc là ăn trưa lên, hoặc là những giờ đi làm trực điểm danh ấy, thì bây giờ có trường sự phân đẩy của bình thường thì vắng lắm, không có nhiều. Vẫn biết cuộc sống luôn bận rộn khiến con người ai cũng hối hả cuốn theo công việc, nhưng nhanh chậm 1-2 phút đôi khi cũng chẳng để làm gì. Vâng, thưa anh Gia Hiền, chắc là anh cũng là người thường xuyên phải di chuyển vào thang máy. Vậy thì ở những cái tình huống như thế nào thì khiến anh cảm thấy khó chịu nhất ạ? Tôi là một người hút thuốc, nhưng cái tình huống mà tôi khó chịu nhất đó là khi ai đó cầm điếu thuốc vào trong thang máy. Và đơn giản bởi vì là họ tiếc, họ nghĩ rằng là một vài chục giây hay một vài phút đi từ tầng này đến tầng kia thì không đáng để họ vứt điếu thuốc ấy đi. Tuy nhiên thì không gian ở đấy nó rất là chật và nó gây khó chịu cho tất cả mọi người, trong đó có cả tôi, một người hút thuốc. Vâng, cái cảnh tượng mà những người chúng ta chen lấn nhau vào trong thang máy thì cá nhân tôi có thể cũng là thấy hàng ngày. Chúng tôi vẫn gặp ở nơi tôi sinh sống hay là ở nơi làm việc, bởi vì mọi người dường như là đang muốn, ai cũng muốn nhanh hơn một tí. Anh có nghĩ rằng cái việc nhanh hơn một vài phút khi mà chúng ta đi vào thang máy đây sẽ giúp ích cho công việc, cho chúng ta tiết kiệm một thời gian không ạ? Cái việc là mọi người phải chen chúc vào thang máy thì trước tiên tôi muốn nói đến lý do khách quan, chẳng hạn như có những cái tòa nhà mà cái đơn vị xây dựng họ không tính hết được cái lượng người sử dụng thang máy ở đấy, và họ xây những cái thang, họ lắp đặt những cái thang máy nó quá nhỏ, hoặc công suất nó ít, hoặc là đơn giản là ít thang máy quá, và nó dẫn đến cái chuyện là mọi người phải chen nhau bởi vì ai cũng cần phải lên cái cơ quan của mình vào đúng giờ chẳng hạn. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì đúng, nó có một cái thứ khác, đó là cái văn hóa không nhường nhịn khi mà đi thang máy. Chúng ta thường dễ gặp cái cảnh là cái thang máy đến một tầng nào đấy, và về mặt nguyên tắc thì người ở trong phải bước ra rồi thì người ở ngoài mới vào được, đúng không? Nhưng người ở ngoài thì luôn luôn đã chắn lối rồi, và cho cái việc là lách ra để người bên trong ra được rồi mình mới vào ấy, nó đã mất thời gian thêm rồi. Những cảnh đấy thì tôi thấy nó là một sự vô lý. Tuy nhiên thì để mà bảo nhau rằng là thôi đừng thế này đừng thế kia thì có vẻ như là hơi khó, và không biết sẽ bảo ai, bảo từ đâu. Đấy là chúng ta vừa chia sẻ ở những nơi công sở, còn ở những khu chung cư chẳng hạn thì cá nhân tôi cũng đã từng bắt gặp cảnh tượng vào buổi chiều, đó là một bà cụ thì cho cháu ăn cơm, hình như trong phóng sự vừa nãy chúng ta cũng có những hình ảnh như vậy, và cho vào thang máy thì đi lên đi xuống, và dường như đứa bé nó rất thích cái cảnh như vậy. Anh nghĩ thế nào về cái câu chuyện này? Cái không gian công cộng được sử dụng cho những mục đích riêng ấy là cái cảnh phổ biến, tôi nghĩ thôi tạm nói là ở nước ta. Các cái trung tâm thương mại hay siêu thị luôn luôn rất nhiều các bà cho cháu vào ăn, hay các bố mẹ cho con vào đạp xe đạp. Công viên vườn hoa thảm cỏ thì biến thành nơi nghỉ ngơi trải.
các cái bạt lên, rồi bất kể mọi người khác như thế nào, hay những bồn nước công cộng trở thành những nơi tắm gội hay là rửa ráy, những cảnh đấy là phổ biến. Và tôi cho rằng là trong cái bầu không khí văn hóa mà xem cái không gian sinh hoạt chung của cộng đồng như thể là của riêng mình, bởi vì tôi có quyền lợi ở trong đấy và tôi dùng hết quyền lợi của mình mà không quan tâm quyền lợi người khác, thì nó thành một thứ văn hóa chung rồi, không riêng cái thang máy đâu. Tôi xin được chia sẻ với anh Gia Hiền và Lưu Phước, tức là tôi là một phụ nữ, thế thành ra là tôi rất ngại đi thang máy, và khi vào những cái nơi ví dụ như bệnh viện hoặc là một cái văn phòng cao ốc nào đó thì cái việc đầu tiên tôi ngại, tức là khi tôi bước vào thì nếu thang máy rất đông người thì bao giờ tất cả mọi người cũng bắt đầu xì xào và nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi thấy đó là một cái việc rất là thiếu văn minh. Thêm một cái nữa là đặc biệt là trong các bệnh viện thì thang máy thì thường là người ốm thì không bao giờ được nhường thang máy. Thì theo anh Gia Hiền thì chúng ta có nên có một cách nào đó, có những cái quy chuẩn hay có những cái hướng dẫn về cách sử dụng thang máy? Tôi biết là có một số tập đoàn lớn thì người ta có quy định những cái việc về cho nhân viên đi thang máy rồi quy định riêng. Tuy nhiên là tôi thấy là cái văn hóa ứng xử trong thang máy cũng như là cái cách sử dụng thang máy, ngay kể cả như thế này thôi, tôi đã từng có một anh bạn và tôi sau đó tôi rất là khó chịu, bởi vì tôi nhìn thấy rõ ràng là anh ấy nhìn thấy tôi nhưng mà anh lại đi anh ấn nút đóng cửa để cho anh đi lên trước. Chỉ có khoảng 5 giây, 10 giây thôi, rõ ràng là anh ấy nhìn thấy tôi nhưng anh cứ đi. Và như thế thì tôi, tất nhiên là tôi cũng chẳng trách gì được anh ấy cả, nhưng tôi thấy là qua cái việc đó chúng ta đánh giá được về một cái văn hóa ứng xử. Thì anh nghĩ sao nếu chúng ta có một cái bộ quy chuẩn nào đó và hướng dẫn mọi người? Tôi nghĩ rằng là tôi đồng tình với chị rằng là chúng ta hoàn toàn có thể dần dần điều chỉnh hành vi của mình bằng những cái quy định, có thể bắt đầu từ nhỏ thôi. Chẳng hạn như tôi đang làm việc công ty Truyền Việt Ten chẳng hạn, thì có một cái biển nhỏ đặt ở thang máy vào mỗi buổi sáng. Đó rằng là trong khoảng tầm thời gian từ 7 giờ 30 đến 8 giờ thì đề nghị là các công nhân viên chức nam hãy đi cầu thang bộ. Ở dưới đấy thì có đề một loạt các cái ưu điểm, các cái điểm lợi nếu như bạn đi thang bộ. Tuy nhiên chúng ta cũng ngầm hiểu rằng đằng sau đấy là gì? Là một cái giờ cao điểm về thang máy và mọi người đều chen nhau. Và tại sao lại khuyến khích nhân viên nam đi bộ? Có nghĩa rằng là chúng ta hãy dành sự ưu ái cho những người phụ nữ. Tôi nghĩ đó là một cái tư duy có văn hóa. Và điều chỉnh thì tất cả những cái hành vi điều chỉnh, tất cả những cái quy định điều chỉnh mà nhắm vào hành vi ấy, thì nó đều nên khuyến khích những phần tốt, những phần tự ái của con người, đúng không? Anh em nam giới chúng ta, khi mà chúng ta có một gọi là một cái quy định nhưng mang tính hơi khích một chút như vậy thì anh em ta sẽ dễ làm theo hơn là cấm nọ hay là thế này thế kia, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là những cái quy định như vậy có thể dần dần ở đâu đó chúng ta sáng tạo ra một chút, chúng ta uyển chuyển một chút thì dần dần có thể là sẽ đưa vào cái giáo dục. Vâng, tôi cũng nhớ là khi mà đi tàu điện ngầm ở nước ngoài thì có một cái ghế ở một góc, người ta ghi rõ là để dành cho phụ nữ, người già, phụ nữ có thai. Và cái lần đầu tiên khi mà tôi vô tình đi vào mà tôi không biết, khi ngồi vào đấy thì nhận được những ánh mắt nhìn rất là không thiện cảm của những người xung quanh, và nhìn xung quanh thì thấy cái biểu tượng ở đằng sau và tôi đã đứng dậy. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta đánh vào cái lòng tự ái của những người tham gia vào đấy thì có lẽ là người ta sẽ tự giác để có thể thực hiện những cái điều mà hiện nay chúng ta vẫn đang nói rằng là ý thức đang không theo kịp sự phát triển, hay là một số người còn nặng lời hơn khi nói rằng chúng ta mang cái văn hóa gọi là văn hóa tiểu nông ngày xưa vào cái lối sống đô thị. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của nhà báo Gia Hiền mang đến chương trình Chào Buổi Tối của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, giao tiếp ứng xử ở nơi công cộng được xem là một trong những điều rất quan trọng đối với mọi người, và ứng xử ở nơi công cộng nói chung và ứng xử ở một môi trường, một không gian rất là hẹp là ở thang máy nói riêng cũng là một điều mà chúng ta cũng cần phải nhìn lại và cũng cần phải học để sao mà khi chúng ta trở thành những cái hình ảnh mẫu mực ở trong mắt tất cả mọi người.